Chào mừng anh em trở lại với hành trình show của Phan Trung Mẫn cùng với các anh em bên nhạc. Nếu có ý kiến gì thì anh em để lại ý kiến dưới phần bình luận và nhớ cho Mẫn cùng các anh em một like nha. Có hành trình á. Nên anh dịch Cái Bè Tiền Giang được cái này được rồi, Tân Thạnh Long An à. Cái Bè Tiền Giang và Tân Thạnh Long An nó có gì thạnh thạnh hai ba thứ thạnh thạnh quá phải không ta, thạnh quá quên cái ông Hưng bên đèn nhanh này nha, tối khắc phục mà chưa được nha. Đèn nhanh phía trước rồi, bên trái mà phía trước phía trước nó cũng đỡ một chút, phía trước mình còn dòm được, nó còn cái đèn trên gương. Đúng rồi, hôm qua thay cái đứt, thay cái đứt. Ừ. Vậy nó bị gì ta? Không biết. Đường cũng sạch ghê á. Đường này im quá. Đã cái đường đẹp không quay vô, lựa đường xấu quay. Đường mình một pha ánh sáng cho anh em chúng tôi. Đường đẹp đi show anh em đâu có thương. Đường mà giống trời chứ mưa quá. Đường với bầu trời giống nhau luôn rồi. Sáng nay tụi mình làm show ở Cái Bè Tiền Giang nha. Chiều nay mình làm ở Tân Thạnh Long An. Tân Thạnh hay Tân Thạnh quên hoài. Tân Thạnh Long An. Là vô là vô mà chở về Đồng Tháp à? Không chở về vợ em. Dạ. Tân Thạnh nó chở về vợ em rồi. Vô chỗ vợ quý bước áo cưới luôn á. À, bước áo cưới luôn. Trang điểm đây, trang điểm đó. Có show nào bên đó nhớ ghé Bách Cúp rồi hả đi nha. Chúng đó chắc karaoke nhiều. Có nhiều anh em hỏi đi đâu, có anh có đi không? Tiền tớ là đi hết nha anh em. Phúc Lộc với... Đâu cũng đi chứ. Để trái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Khởi đi. Tào lao à nha, không có rẻ, đằng trước ta tới rồi. Tới đâu để trái chị hai. Chị hai kỳ lắm, sáng ăn sáng chiều chờ. Chị phái nãy giờ chưa thấy chị phái ghẻ trái rồi. Đang đang chỗ đâu xe nè. À. Chị phái ghẻ trái rồi nè. Chị đòi ghẻ trái hoài. Để nè, bé bé. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Bảy, điểm đến bên trái mà. Điểm đến bên trái mà là không được rồi, sáng nay chị này chưa ăn sáng rồi. Chị vô đây hình như chị hơi bị đói. Thời gian tháng đi. Bà đi sớm cũng nói mày mốt tôi đi trễ nè, mốt trễ cái điện à. Ủa, anh tới đâu rồi? Khách đã đông quá trời rồi. Mày mốt vậy luôn. Tại thấy mưa gió mà anh tới sớm chứ. Nó quan tâm thôi, quan tâm tới linh hồn thôi. Ý anh nói linh hồn đi trước rồi thân xác dắt dưỡng theo sau à. Cũng muốn đi trễ đó mà sợ nghĩa nó hối. Ê anh phát hiện là... Anh phát hiện anh có một cái cọng dây cục ở nhà. Mà cọng dây này hình như là có quý hay của em vậy nè. Cọng dây này cái nguồn gốc là từ em nè. Nhưng mà cái này cũng quý già rồi. Nhưng mà cái nguồn gốc này là từ em. Quý già. Em không có xài đầu công. Anh tính xài đầu công là quý già thôi, cái đàn không có kim công được. À đúng rồi, cái Yamaha nó có cái bực là nó kim công phải nhõng nhõng lên nhìn nó ứa lắm. Ờ, phải kim công nó nhõng lên. Rồi gì đó. Nè, cộng dây có nói nữa nè, thấy không? Không biết nữa. Trong cái đống dây ở nhà anh thường anh dục dưới chân đền đó, tự nhiên cái... Này chắc lúc trước là em thảy lên, lúc trước đi mấy cái show cái em đem theo phòng ngừa nè. Ừ. Đi chơi làm quý nó sẽ ngừa. Ngừa thai. Điện ở bên Khang phải không Khang? Hả? Điện bên em có phải không? Đây linh hồn băng nhạc truyền điện qua gì mà em đi. Ở đây game đây cũng được vậy. Vậy đó ai biết? Vậy anh game đi. Game đây gần hơn. Để tao dặn đó. Game đây đi. Đây tao có điện này tốt không? Chỗ này điện này tốt không? Dẫn hoài, điện này điện chính hãng đó. À, ý nó là điện bên Khang, điện hàng fit á. Ừ.
Rồi ok. Rồi. Cho vậy nó chậm đi, nó chậm chưa? Rồi đánh đánh đi cây trống nha, bốn khung anh. Được rồi. Rồi khay bo. Chơi chơi chơi. Sao bê đan sáng nay không có tín hiệu rồi? Sao bê đan sáng nay không có tín hiệu rồi? Cái đó cái chào ngắn thôi, rồi chào vài bữa đi. Rồi người ta mới nó mới nở ra. Nó mới nở ra. Mới nở ra nó có cái hình như cái chào có sáng kiếm liền. Cái chào cái đó chào nó. Hát cái đó đó. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và sau những giây phút chờ đợi thì ngay giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi sẽ long trọng thông báo nghi thức rước chùa cho ban buổi lễ tân hôn dành cho chú rể Tấn Đức Sánh Duyên cùng cô dâu Thu Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời đẹp chính thức bắt đầu. Thank you.
lên một tràng pháo tay được không ạ? Không có chút thái lạng mày thấy không? Vâng. Tôi xin cảm ơn rất nhiều quý vị đã thưởng thức vào ca khúc vừa rồi. Và liên tục chương trình 3 ngày buổi sáng hôm nay thì Vân Hương cũng mặc phép thay mặt cho gia đình kính mời những tiếng hát giao lưu của cô chú anh chị và đặc biệt là quý họ nhà. Ok vậy thì tôi chịu hết.
biệt cho tiếng hát rất là tuyệt vời của chị Phượng ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Phượng rất nhiều và xin cảm ơn những nụ hoa thân thương mà quý vị đã dành tặng cho anh em ban nhạc ạ. Và liên tục chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời tiếng hát của anh Thịnh song ca cùng với cô Hiền qua một nhạc phẩm từ chồng ạ. Thank you.
là mới cuối cùng gớt cái tay thôi, cái tay nó bị vơ lung tung á. Nguyễn Minh hoài hoài xa có làm gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
một tràng hết tay rồi quý vị. À, xin cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn chú Dầu rất nhiều với một ca khúc rất là tuyệt vời dành tặng chương trình. Vâng, và liên tục chương trình hôm nay xin mời tiếng hát của anh Hiếu và gửi tặng quý vị qua đám cưới trên đường quê. Đi bỏ đi Thiên ơi, bỏ đi. Ừ, tính bắt bẻ nữa hả? Có gì bỏ qua đi Thiên ơi, không sao đâu. Chứ hai lỡ nói cái thôi gì dữ vậy. Cuối cùng mình cũng chung men nên bình tĩnh. Thank you.
Ê anh kìa, come on, come on. Đây là thằng Phật. Ồ, bọn này đó hả? Ừ. Dây nhở gì vô hết luôn nha. Đường vô Cà Mau đó phải không? Đường vô thành phố Ba Âm á. Cà Mau? Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Cũng chịu Google đó. Trời ơi, bảo tới giờ nó quay kìa. Không, đi đi. Tao giờ mới ra con mẳng giờ thấy nguyên cục đen u gì trời. Rồi. Ghê đi chứ. Chúng tôi tới chợ Cái Bè rồi, chúng tôi xong một show sáng rồi. À, rồi giờ chúng tôi sẽ đi Long An phía trước quá wow, tối phía xa xa cũng có bầu trời sáng. Đúng là đi bụi các bạn nha. Dạ. Bây giờ em qua em đang lỡ cái quẹo trái em chạy thẳng lên đường đi cái lạy luôn đi, xe đậu chờ em nè. Ừ, nó ra đi đường này gần hơn mà nó không có mưa nữa. Dự đoán rồi. Mưa hả? Nói nãy nghi lắm rồi. Mưa là con với mặn không có đón vậy chú đó. À chú nói nha, cái mưa là chú nói. Dạ, thấy nó không ấy. Tội nghiệp Xuyên quá, mơ nữa đánh Xuyên có đánh sai gì anh em bỏ qua cho anh Xuyên nha. Xã Mỹ Phước Tây là Long An hay Đồng Tháp chú? Cái lại Tiền Giang. Cái này đang Nguyễn Cái Lại mà. Cái Lại Tiền Giang. Ngồi chạy vô sâu chút là chồng kia mới tới Long An. Cái Lại thuộc còn Tiền Giang. Vì sao Cái Lại Tiền Giang rồi đó? Nó ra hai cánh bắn Sài Gòn luôn. Ra Tân An luôn. Rồi. Rồi, ok, rồi đi đi. Tiếp luôn, tiếp luôn. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Tiếp. Rồi. Ướt rồi về tới khô luôn chưa? Gần khô. Lên không? Lên. Đấy. Tưởng đâu chưa khô, ra đứng đó đứng phơi nắng hồi cho khô. Cây nữa trời, nãy giờ chú Thái đi xuống nè. Chú ơi, xe chưa đậu không đâu. Trời đó, xe ô xuống được chứ chú Thái ơi. Bây giờ em muốn em đi qua em làm ông Thanh đi. Thằng đi xe tải nó không góc mưa. Thấy không? Chống gì rồi chờ chở chống đi mất mưa. Chỉnh thân Thanh đi. Chính bác. Chính bác ra thì chiếc sao đi. Giờ này em nhiêu tuổi thì em muốn bác tiền này em đặt.
Quý chiều nay đợi dữ lắm nè, tại nó bị kìm nén á. Thôi vậy đi. Thôi. Rồi lấy là hết ga luôn được luôn á. Thử coi, cứ thử đi. Rồi, được luôn. Được luôn. Rồi, lấy lại. Rồi đi luôn trước luôn nha. Đi luôn, đi đợi mình luôn đi. Để cái luôn nghe lấy tinh thần chút là xung nhà anh. Không. Hôm nay còn rộng hơn đường bố hẩm mà. Em trái đi anh. Cạn cái chóc nghe vậy. Quẹo trái anh trai ơi. Chạy sao vậy? Giờ anh chạy trước một lần đi. Nhộng anh ơi. Hả? Nhộng. Con mở Google Map không? Khỏi. Trời ơi, tự tin má. Tới giờ đường này thấy nãy tính. Sợ quý quá rồi. Cái chị vô cái thằng tóc dài đó. Nhớ chú ơi, nhớ chú ơi về luôn đêm đó. Hải Hùng. Nhớ hai chữ, nhớ hai chữ 6 đó chú giáo không? Ừ. Cái màn hình hai chữ 6. Cái đậu mày cũng vừa. Nhớ rồi chú, tao lại nhớ không? Nhớ hỏi người ta cho kỹ ra nha. Dẫn vô nó quẹo tâm lum ở đây. Hên nhờ cái ông đi bắt ếch cóc vậy đó. Ừ, không biết được. Cầu này kiến hậu nằm trên nữa không sao. Anh càng cũng không có cao lắm. Cái đầu được hoài. Đậu hoài chá. Chá sao bị lạc. Ừ. Vô đây chá lạc đâu nữa. Làm như được giao tóc không thấy chỗ không quay đầu không được vậy. Để lố ngoài đầu không được cái gì. Cái khô cũng đỡ ha. Nhưng mà nó lại chạy ra hay gì á. Không có chút nguyên một chặt cũng đậu luôn kìa. Biết mình qua được không á. Tới đây là cái đó. Rẽ trái. Ở bên kia đó đi. Chơi hết mình nghe. Dạ. Nó bị tai nạn cũng nặng. Rồi vô cắm giùm em. Chạy vất vả không?
Cũng hơi cong quẹo sập sình. Là sáng là làm cao lãnh hả? Sáng làm cái bè à. Cái bè hả? Ừ. Cái bè qua đây chính là gần mà. Ừ. Mà cũng vô đường gặp gền vậy đó, cũng sâu sâu xa lắm. Không, tại bọn mới đi á. Đây. Tại bọn mới đi luôn hả? Ừ. Đường nhựa không đó. Ừ, thì đường nhựa nhưng mà đầm ở chỗ kia cũng đường cũng có gì nè, nó sâu xa lắm. Rồi chạy chậm đâu, chạy nhanh đâu. Quay YouTube gì vậy? Ừ. Tên gì? Phan Trung Mẫn. Phan Trung Mẫn hả? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tới kiến rồi đó nha.
xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ ao trắng bây giờ còn bên đầu mắt bướm không nhớ miền Tây ma đỏ tóc quen em gái quê chân như chân đồng nông la nghiêng nghiêng hoài sao thấy đường mặt nàng đây sóng nước cua chèo xuồng miền Tây mơ nông la
Vô quy cùng cô dâu Minh Mẫn sánh duyên cùng chú rể Thái Phi tới đêm nay, và một lần nữa xin phép được thay mặt cho gia đình chủ hôn họ nhà gái chân thành cảm ơn toàn thể các vị khách quý rất là nhiều, và thay mặt cho dịch vụ tổ chức tiệc cưới tròn gói Lê Mến xin được chúc cho toàn thể các vị thật là nhiều sức khỏe, không quên mấy chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà này giờ nó nhiễn dữ vậy trời.